Có Có hiểu ý phải không? là hôm trước mình có nghe thấy là nó là kênh nào mà livestream quá nhiều thì cái việc là nó mất đi cái gì nhỉ? Cái gì? Mất đi cái gì? Đề xuất. Ê, ai bảo phát trực Cái tiếp đây, cụ. vậy thì thế bọn này sao nó livestream? Đúng rồi, Bọn thế này là bọn sao nó em đâu? full phát trực tiếp, nó full cả bốn luồng làm gì? Why? Ok. Có hiểu không? Có bọn nó còn phát trực tiếp là full màn đêm, thế là đặt ra bắt đề xuất đi. Phát trực tiếp là cách tốt nhất để kéo tiền, kéo fan và giúp cho kênh đề xuất. Rõ chưa? Nó chỉ có cái là gì? Mọi người phát không tới. Ví dụ như có nhiều người phát vừa nói được 3 4 câu bị chửi sắp mặt rồi còn phát nữa đâu. Còn những cái bọn này nó quan tâm gì nữa? Nó cứ thế nó phát rồi nó phát cả nhiều luồng đi theo nhiều ngách. Được chưa? Thế là cái của mình làm xong thì mình có thể là phát trực tiếp Đúng để rồi. một góc Đây nhá, hoặc là bây giờ tự ví dụ phát đặt ra nhá, bạn phát trực trực tiếp, bạn quay các nội dung của bạn, quay nhiều video, nếu như không bật kiếm tiền, bạn có thể quay đấy, bạn phát trực tiếp đa luồng như thế này, đúng không? không? Mà cứ hiểu đơn giản là mỗi đây này, mỗi luồng, ví dụ như thằng này, một cái luồng này đầu tiên nó đi vào cái luồng này nó đón Giáng sinh, nó can Giáng sinh. Cái luồng số 2 này nó can vào cái dạng là nhạc piano, cái luồng số 3 là nó can vào những cái kiểu dạng là nhạc dễ ngủ, dễ để học. Cái luồng số 4 Nhiều là người nó đang can vào canh cái mà bọn nhỉ. là tập yoga, sức khỏe, hiểu không? Nó đi theo cả cái ngách. Thế thì nếu như phân tích trong cái này hiện tại 71, 463, 800 và 925 thì hiểu luôn là thường cái nào bắt theo trend thì thằng đấy sẽ là thằng thu hút nhiều nhất. Mary Đúng không? Bắt theo Chipmunk. trend này, trend của Giáng sinh đấy. Đúng. Ok chưa? Nhảy số không? Ok. Thì đặt ra câu chuyện Này. là vẫn là cái câu chuyện đấy. Thì khi chúng ta triển khai, chúng ta set up các cái luồng mà phát trực tiếp như vậy. Trên online có cái kênh phát trực tiếp và có cái luồng như thế. Donate nhiều ha? Không ít đâu. Ok chưa? Rồi rồi, Nó rất nhiều chủ hiểu. đề. Có mà ngồi ngồi nói chuyện với Duy có khi nhảy số ra, nhìn ra ngoài đường thấy cái méo gì cũng thấy tiền. Nhưng vấn đề là cầm được về hay không nó là một câu chuyện. Đúng vậy, Hiểu vấn đề chính chưa? xác. Chính Ok, ví dụ như đơn giản giống như thế này là hạn đấy. Video đâu có đơn giản, đâu có khó đâu. Mẹ đốt mấy củi xong quay nên gắp nhạc hết. Đúng không? Thường là người ta chỉ có quay khoảng tầm mấy phút sau đó người ta render ra đúng không? Thì hiển nhiên đa phần nó sẽ là như thế, nhưng mà nếu như nó kiểu dạng như là gọi là không gian và thời gian mà quay được cả 1 tiếng đều luôn, bởi vì chúng ta đã chỉ lấy hình ảnh thôi, chúng ta không lấy âm thanh. Ok, còn nếu như chúng ta lấy âm thanh đấy thì đầu tư cái kiểu dạng của podcast ấy đấy, bạn có một cái âm thanh. Thường thường những cái dạng này ấy, những cái team ấy bọn nó hay làm vào buổi tối, Cái về mưa ấy, nó lên nhanh lắm đúng không? lên nhanh. Mà cái vấn đề là mưa, tức là không phải là lên nhanh hay không lên nhanh, mà là mỗi thị trường thì nó sẽ có một cái ngách. Ví dụ như cái kênh này nó đang đi theo bốn ngách. Rõ chưa? Nó đang đi theo bốn ngách thì cái ngách nào mang lại cái giá trị hiệu quả về tiền bạc các thứ cho bọn nó thì bọn nó đẩy. Tiếp theo là gì? Nó có theo cái dạng tâm trạng. Nó có những người ví dụ như vào cái mùa mưa ấy là nó hết rồi đúng không? Nhưng cái phong cách của người ta là gì? Phải có cái tiếng đó họ mới thoải mái, thư giãn và làm việc ok. Cái kênh của ông này mình đã nhớ người tên là gì nữa không nhớ rồi. Lúc nào nhớ thì hỏi. Còn buổi nữa cơ mà. Đây. Thì mỗi cảnh này thì có đây có phải là kiểu dạng như là Đây, họ đây đây làm là cái dạng này này, cái dạng này như ở mua ở nhà đấy, nó full thấy không? Nó full tức là nó full 13 sự kiện phát trực tiếp đấy thì nó đi theo luồng. Ok. Đấy thì tương tự như đây này. Đấy, ra ngoài mai gặp mấy cái thằng cứ quay mưa với lại quay ngoài đường đó, đó là bọn nó đó. mình muốn hỏi là có phải đây là họ set up mô hình rồi họ quay không? Móc đâu ra lúc nào cũng có mưa này. Cái này mô hình này không phải, cái này là gì, là khi nó mưa, khi tức là nghe kỹ nhá. Khi nó có cái mưa này là nó đã quay trước rồi. Nội dung nó rất nhiều, hiểu vấn đề không? Nó cứ đặt cái máy quay quay đấy, nó đã quay trước rồi. Thế thì bây giờ cái xu hướng như vừa nói ấy, bạn nói rằng là phát trực tiếp thì mất đề xuất đúng không? Thì bọn này nó hiểu là phát trực tiếp đấy, những cái tiếng mưa đó thì đa phần là gì? Có những video này là nó phát trực tiếp full màn đêm là đã là gì? Nó sẽ lấy từ các video cũ rồi này. Cứ phát đi về phát, bởi phát phát trực tiếp nó không có lưu lại thì quan trọng gì đâu. Thảo hiểu không? Ok chưa? Cho nên cái tư duy Là của kích kích tư vào video cũ và mình cho vào danh sách phát trực tiếp phát thoải mái mà. Không biết à? bằng không biết Bằng công cụ là gì? Nó sẽ có công cụ là chưa gì? biết không. Thao tác đấy là gì? Bạn muốn cài thằng đấy thì nó sẽ có nhiều cái. Trên online nó sẽ có một số các cái tool để phát trực tiếp như thế này. Cái thứ hai nó có một cái nữa là Cái kênh này kiếm bộ.
Đây. Cụ này Chứ cũng ở nó Việt này Nam cái gì chưa? cũng kiếm nhiều. Đấy đặt ra gọi đây, nó có thằng này, nhìn thằng này không? À, stream. Cái thằng này đây này. Đấy, đăng ký thằng này. Ok. Cái thằng này bây giờ, cái thằng này đăng ký không át thẻ đâu. Mình test trước À. cho bạn đấy, bạn muốn dùng thử hay là dùng sử dụng thằng này vào cái link này của mình này. Ok, Thường cái người dùng anh là hiểu. gì, là người ta dùng gói này thôi, bọn làm chuyên nghiệp thì nó dùng gói này. Ý là gì, Ừ, nó sẽ đúng. phát được 8 luồng. 8 kênh nhá. À, ra vậy. Ra Ok. vậy. Hiểu không? Hiểu. 8 luồng 8 kênh này, cho nên tại sao cái bọn mà đấy, ví dụ như bạn làm spa mà bạn bán hàng ấy, là bạn cho một thuê một con bé về phát trực tiếp. Cho nên có nhiều con bé ấy, là nó hét là gì, 1 giờ của nó là 30 triệu. Nhiều người nghĩ là 1 giờ 30 triệu con này anh ăn cướp à. Hiểu không? Nhưng Hiểu. con đó là cái con làm tiền chuẩn ấy, là mọi người đang ăn cướp sức của nó ấy, bởi vì là gì, nó quay được 11 video 1 tiếng đấy là coi như của nó phát trên 100 luồng, 100 cái bếp. Thì tính xem một cái bếp nó được mấy đồng. Thảo hiểu không? Đúng Đấy, rồi, là thấy mấy cái con bé cứ bán kính, bán xoong, bán nồi thì các thứ đấy, là những cái con bé đó đó, thì nó dùng các cái này này để nó phát. Tương tự như ở Việt Nam của mình cũng có một số các cái phần mềm tương tự như thế này. Nhưng mà với thằng Streamlabs này thì nó phát triển, nó dùng hổ báo hơn. Sau đó tạo này. Đấy thì trong cái này gì đây, nó có cái là phát trực tiếp này. Bản ghi này, hội thảo này, được chưa? đấy. Thì phát trực tiếp đây, đây bản ghi phòng thu âm các thứ này. Đó. Ví dụ như phát trực tiếp đây. Nhìn thấy một video có sẵn này không? Đấy. Đó, có phải là đây không? Thì nhấn cái vì cái đây đây là phòng thu là gì, là chúng ta phát trực tiếp giống như Duy Hai phát nhé. À. Còn video ghi hình sẵn tức là gì đấy, là lấy cái video thì có À. phải trên nó lấy cái Rồi. video đã có sẵn, ok. Rồi, Sau sau đó đó nó thì nó áp sẽ. cái video vào đây. Hiểu không? Rồi. Đấy chọn này Rồi. này, đấy chọn tệp, ok nhá. Rồi. Thì chỉ cần một cái máy treo thôi, miễn làm sao không phải máy cùi bắp, đừng có dùng cái máy mà nó đang phát thì vứt đi. Đúng, Ok, chính cho nên những xác. cái máy phát của nó rất là trâu, cho đó là nó sẽ nhấn cái tệp tin vào và cứ thế phát thôi, mẹ phát mà vài năm cũng được. Mình không hiểu là vì sao, tại sao những cái nhạc mưa ấy, cái kiểu ấy nó toàn trên 10 tiếng. Ý Ờ, ra trên là 10 như tiếng này. là gì ghép vào chứ, 10 tiếng 11 một trận mưa thoải Ý mái không, mà. ý tại sao nó lại để trạng thái là trên 10 tiếng? Bây giờ nhá, thường ấy những cái bọn mà có phần mềm khủng nó có thể phát xuyên năm. Xuyên năm nhá, nhớ nghe kỹ là xuyên năm. Còn những cái bọn này là gì? Các cái video render ra nó chỉ có 10 tiếng thôi, 10 tiếng và 3 tiếng thôi. Đó chưa? Bây giờ nếu như bạn phát trực tiếp lên xuyên năm, làm gì có các bạn có phần mềm là render máy nào trâu để phát như thế. Ok, tức là cái máy của nó chỉ được cái nấc đó thôi. Đó chưa à? Chứ không phải là nó phát 3 tiếng hay 10 tiếng đâu. Tức là nếu như máy của nó mà được 100 tiếng, nó cũng làm 100 tiếng. Tạo hiểu không? Cái bọn này khác, đây là bọn này, đây là bọn này phát theo tiếng này. Còn có một bọn nữa là gì? Study with Study with me. Nhìn thằng này không? đấy. Phát quanh năm luôn. Thằng này là thằng Yeah. chùm trong liên quan về vấn đề về nhạc. Nhìn nhá. Chùm á. Chùm luôn đấy đấy. Thằng này bị cái đợt mà nó bị YouTube nó bị một thằng bị một team đánh bản quyền nó mới dừng lại đấy. Đây là nhìn thấy chưa? Rồi. Dã man không? Ôi. Bạn tính xem bao nhiêu Ui. năm? Ok, đấy tức là gì, khi nó bị đánh bản quyền hai video này này là nó bị ngừng mất hơn một, sau đó nó kháng lại cái bản quyền đó, YouTube mở này bật kiếm tiền cho nó lại phát tiếp. Đấy, nó là hai cái video này này. Ok chưa? Thấy chưa? Đấy, thế đặt ra câu chuyện, thế thì máy nào mà làm được cái vấn đề này? Dã man nhỉ. Rõ chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Ok chưa? Cho nên là lúc đấy nó hoạt động liên tục. Và tương tự như là dùng cái dòng cái thời thằng Steam ra đấy, tiếp tục là nhìn nhá. Bây giờ mình đã tạo cho bạn một cái đường này sẽ hiểu là tại sao nó là 1 năm và 2 năm nhá. Chia sẻ dốc hết bí kíp rồi đấy.